Xin kính chào quý bạn và các vị. Ở đây mình đang có 3 hộp của chiếc Samsung Galaxy Note 4. Thực sự là trên thị trường bây giờ có quá nhiều mã Galaxy Note 4 mà chắc chắn là các bạn khó có thể phân vân hết được. Và trong video này, ngoài những cái sản phẩm như Note 4 Hàn Quốc hay Note 4 Việt Nam, mình sẽ giới thiệu thêm 3 mã Galaxy Note 4 hoàn toàn mới. Mình muốn gửi lời cảm ơn tới cửa hàng ClickBuy đã cho mình mượn những chiếc Galaxy Note 4 để thực hiện cái video này. Và sau khi xem xong, mọi người có quan tâm về giá bán của những chiếc Galaxy Note 4 trên, các bạn hãy truy cập website clickbuy.com.vn, có rất nhiều mã cho mọi người lựa chọn. Hãy bắt đầu tiên với một chiếc Galaxy Note 4 nằm ngoài cùng bên trái. Đây là chiếc Galaxy Note 4 có mã là N910H. Nó giống với lại chiếc Galaxy Note 4 tại thị trường Việt Nam chúng ta, có vi xử lý 8 nhân Exynos. Đương nhiên là tất cả trong số còn lại sẽ giống nhau. Cái ở giữa này là một chiếc Galaxy Note 4 có mã chỉ là N9100, không có H, không có A, B, C, XXX hay là XYZ gì hết. Và đây chính là mã dành cho Note 4 2 SIM. Tuy nhiên, đây là phiên bản quốc tế. Và cuối cùng, ngoài cùng bên phải, đây là chiếc Galaxy Note 4 sử dụng vi xử lý Qualcomm Snapdragon 805, có mã là N910G. Và các bạn nếu quan tâm thì N910G là mã dành cho thị trường Singapore, Ấn Độ và Australia, và nó đã được sách tay về thị trường miền Nam chúng ta. Mình sẽ mở hộp nó ra. Như vậy là bây giờ ai đang mong chờ một chiếc Galaxy Note 4 chạy chip Snapdragon sẽ không cần phải mua bản 2 SIM như trước nữa. Đây là cũng phiên bản màu trắng của mình. Phía sau sẽ có dòng chữ là 4G+. Các bạn nhớ lưu ý cái chữ đấy. Và mọi người sẽ xem chúng ta có một cục pin. Cục pin này thì có dung lượng là 3220mAh. Trong hộp chúng ta có sách hướng dẫn sử dụng, cục sạc 3 chân giới tính nam, và có lỗ cắm thì lại nằm ở đây bên cạnh hông, chứ không phải là giống như cục sạc của phiên bản chính hãng là sạc 2 chân. Và cái cáp micro USB của nó cũng được làm tương tự như vậy. Có vẻ như là các thị trường nước ngoài thì họ ưu tiên xài cái cáp này. Mà thực ra cái Note 4 chính hãng thì như mình cũng chưa được mở hộp nên đích biết nó thế nào thì phải. Anh em thì check lại xem là cáp của anh em Note 4 chính hãng có như thế này không nhá. Khác biệt nhiều nhất đó là về cục sạc của chúng ta. Quay trở lại với chiếc Samsung Galaxy Note 4 sử dụng cái chip 805 này. Thì lần trước mình đã giới thiệu duy nhất chỉ có Note 4 2 SIM mới sử dụng chip 805. Và bây giờ chúng ta có sự lựa chọn tốt hơn là bản quốc tế chỉ 1 SIM. Và mọi người có thể thoải mái mua cái phiên bản này sử dụng. Trên XDA cũng có khá là nhiều ROM cho nó. Mình sẽ sử dụng cái phần mềm AnTuTu Benchmark mình vừa mới cài đặt xong sau khi mà mở hộp ra. Thì cái điểm AnTuTu mình có được là khoảng 44.321. Mình mới chỉ chấm một lần duy nhất, chưa chấm nhiều lần. Và mình đang để nó chạy tự động luôn. Ở đây thì chúng ta sẽ thấy là nó sử dụng chip 805 với GPU Adreno 420, màn hình 2K, có camera 16MP. Ngoài ra thì mình có chấm bằng phần mềm NenaMark 2, tức nghĩa là phần mềm chấm bằng cái điểm GPU thì nó được 59.700 hình trên giây. Tuy nhiên thì đây là những con số và nó sẽ thay đổi liên tục. Hôm sau mình sẽ có một bài speed test so sánh lại giữa cái chiếc sử dụng Qualcomm Snapdragon 805 với cái chiếc màu đen mình đã có ở đây, là sử dụng cái vi xử lý Samsung Exynos. Tuy nhiên có một cái mà mình muốn chia sẻ thêm cái điều khác biệt nữa, đó chính là về camera. Lần trước thì rất nhiều người đã hỏi là rốt cuộc là Galaxy Note 4 sử dụng camera của Samsung, camera của Sony. Thì ở đây mình đã có một cái code test sẵn của mọi cái máy Samsung. Và khi mà mình test cái máy màu trắng là chip 805, nó sẽ ra cho chúng ta biết là cảm biến camera Sony IMX240. Trong khi đấy với cái chiếc Samsung chạy Exynos, mình test thì nó ra cái mã là SLSI, tương tự như là cái mã trên cái chiếc Samsung Galaxy 5, tức nghĩa là sử dụng cảm biến camera của Samsung làm. Và đây là sự khác biệt giữa chip Exynos và chip Qualcomm Snapdragon 805. Cái này thì đây là thông tin mà mình tìm kiếm được trên mạng và lần trước mình có chia sẻ mọi người. Thì không biết là cụ thể có khác biệt nhau gì hay không, và anh em nào có kinh nghiệm với điều này xin hãy chia sẻ bên dưới để cho chúng ta cùng biết. Và đặc biệt là cả camera trước cũng khác luôn, chứ không phải là riêng camera sau. Thế nên có thể là trong tương lai nếu mà mọi người cần thiết, mình sẽ có một bài so sánh cụ thể về camera. Đánh giá cá nhân của mình chắc là sẽ không khác biệt nhiều lắm, nhưng bây giờ chúng ta đang có sự lựa chọn là chip 805 rồi. Biết đâu nó tốt hơn thì sẽ là sự lựa chọn tốt đối với anh em. Và ai có kinh nghiệm trong điều này xin hãy chia sẻ bên dưới để mọi người có thể học hỏi được. Và cảm ơn cửa hàng ClickBuy đã cho mình mượn chiếc Samsung Galaxy Note 4 để thực hiện cái video này. Hiện nay ở ClickBuy có đầy đủ các phiên bản để các bạn chọn, từ Exynos rồi đến Qualcomm 805 rồi Galaxy Note 4 2 SIM quốc tế. Hôm sau sẽ là bài mở hộp Note 4 2 SIM quốc tế cho mọi người tìm hiểu kỹ hơn về cái chiếc máy đấy, xem là nó khác biệt ở chỗ nào. Và hẹn gặp lại các bạn trong các video lần sau.